xíu nữa là có lá ngò là thấy tưởng À, lá ngò là sao? đầy lá nó sẽ đánh tươi luôn rồi. Em sợ là nếu mà mở lòng ra thì liệu người ta có chấp nhận con trai của em không, mà thương con em không. Nên đôi khi em cũng chặn lòng để đó, để tạm thời là ổn công việc trước mọi thứ rồi bắt đầu mới suy nghĩ, mới giờ mới mở lòng ra được. Tóc tai có cần nhiều tóc gì không? Tóc tai có cần nhiều tóc gì không? Có tóc là được rồi, mà không có tóc cũng được không sao. Đặc biệt là chúng ta sẽ cùng vui, cùng hạnh phúc với những cặp đôi đã đến với bạn mối hẹn hò. Và ngày hôm nay chúng ta càng vui hơn nữa, bởi vì Quỳnh Linh thông báo với quý vị là một cặp đôi đang chuẩn bị cưới nhau. Quý vị nhớ rằng cặp đôi đó là Bành Minh Quân và Nguyễn Anh Loan không? Tập 800 đó quý vị. Em có thuốc á, với lại em có cái tính em cũng hay quên trước quên sau. Giờ bỏ thuốc được không? Bỏ hả? Bạn nó làm động lực cho em bỏ được á. Được luôn. Quen xong rồi em mới phát hiện là bạn cũng lăng nhăng á, hoặc là bị người yêu cũ rồi quay lại rồi quan tâm á, thì em không có chịu điều đó. Lo điều đó đúng không? Mình yêu nhau đi đừng ngại chi em ơi, yêu anh nhé. Người em yêu thôi, em có nghe trong tim bao tiếng yêu vang lên dành cho em đó. Và tôi thấy rằng có một người ngồi đúng vị trí ngài quay luôn. Đi với ai? Đi với mẹ với chị em á. Con xin kính chào hội MC Quyền Linh và Ngọc Lan, những người con hâm mộ nhất. Lúc nào cũng coi chương trình Quyền Linh mà thương Quyền Linh lắm. Hai con của cô đó là cô Tuyết đó quý vị. À, xin mời cô Tuyết lên đây nào. Thưa quý vị, cặp đôi này chỉ tham gia chương trình sau 3 tháng thôi, và bây giờ họ đã chính thức cưới nhau. Hôm nay thì Quyền Linh mới vừa bước vào trường quay gặp cô Tuyết rồi. Cô Tuyết đã thông báo với Quyền Linh là có đem nem cho Quyền Linh. Dạ, chào cô. Hôm nay cô xuống chương trình này á để cô thông báo một cái tin vui. Dạ. Tin vui này là Quyền Linh. Con trai cô. Dạ, con trai cô là Bành Minh Quân. Dạ. 42 tuổi. Thì nó ế quá ế rồi. Cho nên cô nhờ chương trình cô tự đăng ký. Dạ. Rồi Quyền Linh với Ngọc Lan mắc tay. Bây giờ hai cháu nó được thành vợ thành chồng. Dạ. Thì nay cô xuống cô mời Quyền Linh. Đầu tiên là nem đúng không? Ta làm mai làm mối có đầu heo rồi đầu vịt đầu gà. Nay làm mai làm mối có nem nữa. Lạ lắm. Còn này là gì cô nhỉ? Cái này là cái hình cưới với cái giấy chứng nhận kết hôn. Và mời chương trình một cái tên, tiệc tên, cưới. Tiệc cưới trên chương trình. Tên. Cái này là album cưới. Album cưới. Cái này là ấy thôi, còn làm những cái lớn. Cái này là demo hả cô hả? Ai muốn có giấy kết hôn này đến với chúng tôi nha. Bạn muốn hẹn hò với mình. Chương trình này rất là hay. Dạ, dạ, chương trình quá đẹp luôn cô ạ. Mà lên mở đó rồi nguyên cái khu cô coi quá trời, cô coi mấy chục lần. Cô coi mà cô ghiền luôn. Dạ. Đầu tiên chương trình chúc mừng cho hai em Bành Minh Quân và Nguyễn Ánh Loan. Dạ. Chúc mừng cô đã có cô dâu. Dạ. Ngọc Lan và Phù Linh xin kính chào quan viên hai họ. Dạ. Hôm nay thay mặt chương trình bạn của hẹn hò, Ngọc Lan và Phù Linh gửi lời chúc mừng cho cô dâu là Nguyễn Ánh Loan và chú rể Bành Minh Quân. Xin gửi đến hai họ lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc cho đôi tân gia nhân tân lan tân nương trăm năm hạnh phúc, sống răng long đầu bạc. Vậy mà không thương sao được. Dạ. Rồi, chúc mừng cô nha. Bây giờ lấy cái hên của cô. Dạ. Còn tiếp tục làm ai làm mối. Nói màn số đầu tiên coi. Rồi nói sao cô ha. Dạ, cảm ơn cô. Cảm ơn cô rất là nhiều nha. Quý vị thân mến, đó là tin vui đầu tiên ngày hôm nay khi mà chúng tôi chuẩn bị kết nối cho hai cặp đôi. Hy vọng rằng đó là cái vía. Đúng rồi. Còn cặp đôi ngày hôm nay câu chuyện thế nào? Xin mời quý vị đến với cặp đôi đầu tiên. Xin được mời nhà gái. Trời ơi, xin mời cô gái dễ thương quá. Mời nhà trai. Trai. Rồi mời cô ba miệt vườn giới thiệu về mình nè. Em là Nguyễn Thị Bạch Huệ, sinh năm 1996. Nghề nghiệp là hiện tại là làm kinh doanh spa. Bạch Huệ 96 ha. Dạ. Huệ ở đâu? Dạ em ở Đồng Nai. Nhà trai nghe rõ chưa ạ? Nghe rõ rồi, mời em trai.
À, dạ, lần đầu tiên xin gửi lời chào đến anh Quyền Linh. Chào em. Dạ, chị Ngọc Lan, bạn nữ bên kia và toàn thể quý vị khán giả đang xem đài. Dạ, em tên đầy đủ là Trần Huy Thiện. Em sinh năm 93, hiện tại đang sinh sống và làm việc tại Cần Thơ. Thiện làm gì Thiện? Dạ, em bán hàng bên mảng thực phẩm chức năng và làm shipper luôn ạ. À, rồi giỏi vậy đó hả? Dạ. Nghe hai cái tên bạn này cảm giác nó yên bình lắm. Huệ Thiện. Nghe giống như là nghe nó thiền quá ha. À, nghe nó bình an lắm á. Dạ. Nhìn cái mặt cũng thấy phúc hậu lắm á. Mặt bên đây cũng vậy ạ. À. Ừ, bên đây nhìn chút xíu nữa là nó lá ngò là thấy tưởng à, lá ngò là sao? Đầy lá lắm, sẽ đánh tươi luôn. Em ưu điểm khuyết điểm nào nói cho nhà gái nghe coi. Dạ, ưu điểm của em là em biết quan tâm, chia sẻ, biết ơn, sống tích cực và không tứ lỗ tường ạ. Cái biết ơn nó mới quan trọng cuộc sống này. Chúng ta phải luôn luôn biết ơn và cảm ơn. Điều này rất là tốt luôn. Có tật xấu gì không? Hơi nhút nhát trong tình cảm. Nhút nhát trong tình cảm? Dạ. Làm ăn có nhút nhát không? Dạ, cái đó thì dạng lắm. Dạng lắm đúng không? Rồi, được rồi. Đó, ưu điểm, khuyết điểm nhà trai tôi vậy đó. Rồi, chào. Trời, Huệ đó hả? Dạ. Dễ thương không? Huệ, dễ thương. Sao Huệ? Ưu điểm, khuyết điểm là gì Huệ? Ưu điểm của con là vui vẻ, hòa đồng với mọi người, chịu cực, chịu khổ được, siêng làm á. Khuyết điểm là dễ tin người á, ai nói khổ cái hay là như nào á là siêu liền, kiểu ai mà khổ cái là có thể là con giúp đỡ được thì con sẽ giúp. Hai đứa này mặt rất là tươi nha Lan. Ừ, bạn này mặt thiện lành lắm. Bên đây cũng rất là thiện lành luôn vậy đó. Tình trường của Huệ thì sao? Em có bao nhiêu mối tình rồi? Hồi trước là em có một mối tình là chồng cũ em á, là dạ hiện tại là em cũng đã ly hôn rồi và có một bé nè. Em bé bao nhiêu tuổi? Dạ bé hiện tại là 9 tuổi rồi ạ. Vậy là em kết hôn rất sớm. Dạ đúng rồi. Giống như là còn mới lớn, gái mới lớn, yêu với quen rồi cưới luôn vậy đó. Kết hôn bao lâu? Em kết hôn được khoảng 5 năm thì em ly hôn. Mình chia tay bao lâu rồi? Dạ chia tay thời điểm này cũng được 5 năm rồi. Trong 5 năm mà em chia tay thì em có tìm hiểu thêm một người nào nữa không? Cũng có nhiều, rất là nhiều người cũng ngỏ ý với em á. Nhưng mà thật sự ra là em cũng có một cái gì đó nó rào cản. Tại vì em sợ là nếu mà mở lòng ra á thì liệu người ta có chấp nhận con trai của em không, mà thương con em không. Nên đôi khi em cũng chặn lòng để đó. Nên để tạm thời là ổn công việc trước mọi thứ rồi bắt đầu mới xin em mới mở lòng ra được. Ra thì thời điểm này nó cũng phù hợp với em bởi vì con thì cũng lớn rồi. Mà em thì còn quá trẻ. Đúng không? Cho nên mình tiếp tục một cái trang mới thì nó cũng là phù hợp. Với lại cũng đã đủ chín chắn để em có thể lựa chọn được rồi. Để chị qua đây chị hỏi thăm anh chàng bên này. Cũng như muốn đó lấy chồng sớm quá nha. Dạ chào. 96 hả? Sao nghe hoàn cảnh bên kia thấy sao? Dạ em đồng cảm. Tội nghiệp ha. Em nhìn mặt thấy thương lắm, mặt dễ thương lắm. Dạ. Tình trường của mình sao, nói chị Lan nghe coi. Dạ thì trước giờ thì em có 3 mối tình. Mối tình thứ nhất là năm hồi còn học phổ thông thì có quen cô gái đó thì cũng gần năm, thì sau đó thì không hợp thì chia tay. Còn mối tình thứ hai thì cô gái đó lớn hơn em 2 tuổi, cũng có một đứa con. Nhưng mà sau một khoảng thời gian quen thì em cũng có đề cập đến đám cưới. Nhưng mà kể từ khi đó thì cô gái đó bắt đầu tránh em, và khi mà em liên lạc lại được á thì cô gái đó nói là em là trai tân, trong khi cổ như vậy thì không xứng, cho nên là cổ chủ động cổ cắt liên lạc với em luôn. Tới thời điểm bây giờ cũng mấy năm rồi. Còn cái mối tình thứ ba thì cũng gần đây nhất, đó là cũng tiến đến hôn nhân, nhưng mà sau khi đám cưới 3 ngày á thì em lại tiếp tục độc thân. Kỳ vậy? Có 3 ngày thôi hả em? Em có biết nguyên nhân không? Dạ biết, tại vì chính bạn đó và gia đình cũng thừa nhận và xin lỗi. Tức là do là cũng là mai mối thôi. Sau một khoảng thời gian tìm hiểu thì em thấy bạn đó cũng vui vẻ. Từ khi mà rước dâu về á thì rất là lạnh nhạt với em. Bạn đó mới nói riêng với em là lấy em á là do ở nhà ép quá. Chứ thực tế là chưa muốn lấy chồng, càng không muốn lấy em. Sau khoảng nửa tiếng đồng hồ sau thì em nhận được cuộc gọi ở dưới ba mẹ vợ là kêu em chở cô gái đó về, lý do là nhớ nhà. Thì em nhận ra ngay là lý do đó không hợp lý, tại vì mới có hôm qua là phản bác thôi. Khó hiểu quá ha, cái trường hợp này nó
thì nghe thấy nhức đầu quá thôi. Ừ, thì cái kết quả cuối cùng là nội ngoại bên bên cô gái đó cùng với gia đình là lên xin lỗi nhà em và trả lại các khoản lễ vật. Dạ. Trời đất ơi, cưới có 3 ngày vậy thôi đó hả? Dạ, chỉ 3 ngày. Rồi có con có kịp có con không em? Dạ, em chưa đụng được luôn. 3 ngày mà chưa dạ. Động phòng luôn hả? Dạ. Thật ra nếu mà câu chuyện nó diễn biến đúng như vậy thì tội nghiệp ha. Rồi nãy giờ tôi thấy hai cái gia đình này tôi hoàn cảnh quá. Bây giờ mình biết chuyện cũ vậy thôi để mình nắm vậy thôi á. Bây giờ mình muốn có một cô dâu mới như thế nào nè? Người phụ nữ mà em đang tìm á thì thứ nhất là biết quan tâm chia sẻ, cái thứ hai á là biết tôn trọng người khác và biết điều, còn cái thứ năm á là không cờ bạc. Con bài không vậy? Cờ bạc. Con ghét cờ bạc luôn á, thật sự luôn. Cái đó mình đáp ứng được đúng không? Dạ. Nhu cầu của mình tìm một người bạn trai thế nào? Biết quan tâm. Dạ. Với bên kia ta yêu cầu quan tâm thì chắc chắn ta sẽ quan tâm. Giống như là biết kính trên nhìn dưới vậy. Cũng có một phần nữa là trách nhiệm. Tóc tai có cần nhiều tóc gì không? Tóc tai có cần nhiều tóc gì không? Có tóc là được rồi, mà không có tóc cũng được. Bên kia cái khả năng có tóc nó hơi ít chút xíu nha. Mình phải nói trước để hồi gặp nó không có bất ngờ, đúng không? Nhưng mà chắc con làm ngành này mà thích có tóc thì con cũng cho có tóc được luôn mà không muốn không. Ồ, hay vậy. Hỏi gia đình đi. Đúng rồi. Chàng trai đi với ai? Dạ, em đi với em trai. À, cái giao diện của em trai khác quá ha. Khác xa luôn á. Dạ, em chào chú Việt Linh, chào Ngọc Lan, chào bên nhà gái, chào các vị khán giả. Em thấy chị ở đây làm sao? Dạ, em thấy chị gái bên đây xinh đẹp lắm, nói chuyện cũng dễ thương. Nét mặt cũng chất phát, có một nét nào đó giống người miền Tây á. Nếu mà chị cảm thấy được thì hãy cho nhau cơ hội tìm hiểu với nhau. Huệ đi với ai Huệ? Dạ, em đi cùng với em gái ạ. Dạ, em là em hồi xưa thì em có làm chung với chị Huệ. Sau rồi bây giờ em vẫn còn làm nhưng mà giờ chị Huệ là chủ, em là nhân viên. Tính của chị Huệ là sống rất là tình cảm. Tại vì tình cảm quá cho nên là hay chịu thiệt thòi vì mình rất là nhiều. Anh bên đây thì em thấy là dễ thương đó. Kiểu tròn 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 á. Dễ thương, thật thà. Nói chung nghe anh nói nghe thấy cũng thương á. Mong là hai anh chị là cho nhau một cơ hội. Trời, cảm ơn em. Nói chung là hai bạn đều hoàn cảnh nó cũng na ná như nhau. Dạ. Lỡ lần đò mà còn trẻ tuổi quá. Dạ. Nào bây giờ thì sao? Mở rào. Dạng tiến tới luôn. Nào Thiện, em có cảm nhận gì về anh? Nhìn thấy anh khuôn mặt thì nhìn hiền. Tóc tai vậy được không? Cái này cũng đỡ tốn tiền cắt tóc. Thấy thiện lành lắm á. Anh thấy em như thế nào ạ? Em xinh đẹp, có nhiều điểm tương đồng anh thích. Em cảm ơn. Rồi bây giờ hai bạn nói về hẹn hò đi. Tại vì một bạn là ở Cần Thơ đúng không? Dạ. Rồi một bạn là ở Đồng Nai mà bạn nữ này thì lại không bỏ việc được đó. Riêng về cái này thì em không quá quan trọng lắm. Thì một tháng thì em nghỉ được 4 ngày tùy thời gian của bạn nữ. Dạ. Thì cái đó thì em chủ động được. Thì nếu như mà công việc của em thì có thể là em cũng sắp xếp á, 1-2 ngày nghỉ gì đó để đi chơi chung gì đó thì cũng được. Hiện tại thì em đang có một bé 9 tuổi nữa nên là không biết anh sẽ như thế nào. Cái đó nó không phải là vấn đề. Anh thì anh và gia đình thì nó nhẹ nhàng cái việc đó lắm. Giả sử mà sau khoảng thời gian mà tìm hiểu á, tiến tới hôn nhân thì em dự định là mình sẽ về Cần Thơ hay là tiếp tục ở trên Đồng Nai nhỉ? Nếu là em á, hiện tại thì công việc của em đang ổn định ở Đồng Nai rồi thì em muốn công việc của mình là cũng ở Đồng Nai luôn. Tại vì ở dưới kia thì em chưa biết như thế nào hết. Còn thực tế thì em thấy ở đây là em đang phát triển, đang rất là ok rồi. Đúng rồi, Huệ nói đúng đó. Bây giờ mình chưa biết chuyện tình yêu hai đứa thế nào, cũng chưa bao giờ tính được cái chuyện đó hết. Bây giờ nếu về Cần Thơ làm gì? Em có mặt bằng không? Ừ. Dạ có. Em có mặt bằng không? Nhà em ở đâu?
Dạ, nhà em ở trung tâm Cần Thơ. À, trung tâm luôn. Em đang ở với ai ở dưới? Em đang ở với ba mẹ. Với ai nữa? Với bà nội. Vậy là cũng có điều kiện để mà em có thể phát triển được. Thật ra Đồng Nai cũng là một nơi chuẩn bị sân bay Long Thành cũng hoàn thành rồi. Là một trong trung tâm đô thị không có nhỏ đâu nha. Dạ. Thành phố Cần Thơ cũng vậy. Dạ. Vấn đề là tình yêu hai bạn có đủ lớn hay không thôi. Dạ. Cái chuyện đó anh nghĩ rằng tụi em sẽ tính được. Rồi, bây giờ Thiện đứng lại, nắm tay Huệ nào. Đấy, hai bạn nhìn thẳng vào mắt nhau. Bây giờ Thiện nói đi, trong lòng mình nghĩ, suy nghĩ gì về người con gái đối diện đó vậy? Anh thì không có nhiều từ hay đâu. Nhưng mà anh sẽ nói những cái lời thật của mình. Anh không hứa là sẽ mang đến một cuộc sống giàu sang xa xỉ. Nhưng nếu mà em tin anh, chắc chắn anh sẽ là bến đỗ an toàn cho em và gia đình. Rồi cảm giác người đối diện thế nào, nói đi Huệ. Hiện tại thì em cảm thấy là anh rất là thật thà. Em nhìn thì em rất là nhiều. Em cũng mong muốn là những điều mà anh nói á, nó cũng có một cái gì đó để cho em hy vọng và an tâm á. Thiện có thể hát một bài nó tặng Huệ đi. Từ lúc ánh mắt đó tràn vào trái tim anh, một khi yêu ai anh sẽ yêu hết lòng. Từ nay anh chỉ có mình em. Anh xin em và anh khuyên em hãy tin anh, vì anh là tràn khờ dễ thương. Sẽ không ai yêu em như chính anh lúc này, trừ khi anh không còn trên đời nữa. Dạ hết. Dễ thương quá. Các bạn dễ thương lắm. Không biết sao ông trời ông lại thử thách những con người dễ thương như vậy. Còn bây giờ thì mình cứ để tay mình bấm thôi, mình thích mình bấm thôi các bạn. Dạ, bên đây bấm luôn rồi ạ. Chính thức các bạn ngồi với nhau đến anh. Dễ thương quá. Bây giờ một nụ hôn đầu tiên nên đặt lên má bạn. Rồi, chúc các bạn hạnh phúc vì đó là niềm vui đầu tiên của cặp đôi ngày hôm nay. Và niềm vui tiếp theo là cặp đôi thứ hai. Mời quý vị cùng theo dõi. Mời nhà trai. Mời nhà trai. Chào chú Viện Linh. Đi. Chào chị Hoàng Lan. Chào nhà gái bên kia. Rồi, ngồi đi em trai. Mời nhà gái. Em trai tên là gì? Em tên đầy đủ là Nguyễn Thế Phong, sinh năm 1987. 87, Phong làm gì Phong? À, vậy là dược sĩ, em làm bên trạm y tế. Trạm y tế ở đâu vậy Phong? À, quận 3. Là nhà mình ở quận 3 luôn hả? Không, nhà em ở quận 12. Hiện nay Phong ở nhà với ai? Dạ, ở nhà với má, em là con một. Rồi, chào nhà trai nha, xin mời nhà gái giới thiệu về mình nè. Chào chị Ngọc Lan, chào chú Quyền Linh, chào khán giả, chào bạn nam bên kia. Em tên là Lư Hiền, sinh năm 1987. Hiện tại thì em buôn bán online ở nhà. Em bán về mặt hàng nào? Bánh ngọt, đồ ăn. Dạ, hiện tại em sống ở quận 3. Quận 3 luôn hả? Hỏi nhà trai làm quận 3. Hỏi cái chỗ nào không? Hỏi ở chỗ nào vậy bạn? Em ở bên đường Lý Thái Tổ, trạm y tế phường 2. Là gần, gần chỗ Phong không? Dạ không, Lý Thái Tổ em ở Lê Văn Sĩ mà. À, Lê Văn Sĩ hả? Cũng gần, sát bên dạ. Cũng quận mà. Phong ưu điểm khuyết điểm là gì Phong? Ưu điểm của em á là thích đọc sách, uống cà phê và không có tứ đổ tường. Khuyết điểm là gì? Nhất á là nóng tính, thứ hai á là không có hiểu được là nghe gái nói. Không hiểu lắm, ngốc nghếch. Ngốc nghếch hả? À, quen người phụ nữ á là lúc nào cũng nó cũng nói từ là bóng gió mình khó hiểu thôi. À, tức là phụ nữ đừng nói bóng gió. Tôi thích bữa nay mua cho tôi cái điện thoại nó đại đi, nó là trời hôm nay điện thoại anh hư rồi không biết làm sao. Nó mệt quá đúng không? Đúng rồi. Thích thì nó tôi thích cái điện thoại. Để hỏi bạn nữ này có hay nói bóng gió không? Em tính thì em tính em thẳng lắm. Thích cái gì là nói thích cái đó chứ không có thích nói bóng nói gió. Rồi bây giờ nhà gái của chúng ta ưu điểm khuyết điểm gì nè? Dạ, ưu điểm của em thì em chỉ biết là làm bánh, dọn dẹp nhà. Ngoài ra cái khuyết điểm thì là hơi nóng tính trong công việc. Một khi mà làm việc rồi á là không có muốn gọi là có một cái bất cứ gì nó xen vào. Tới khi mà hoàn thành xong hết tất cả mọi việc thì lúc đó cái gì xen vào cũng được. Còn lúc mà em đang làm thì đừng xen. Đúng rồi, chứ đang nhào bột mà xen vô cái
để thời gian đó chút xíu là bột chai liền. Dạ. Đúng không? Còn cái khuyết điểm nào nữa không? Lười về mặt tình cảm. Lười yêu hả? Dạ. Lười yêu có mấy mối tình mà lười yêu vậy? Ừ. Chỉ có một mối tình duy nhất vào tốt nghiệp lớp 12 xong á, quen được 7 năm thì chia tay. Vậy cũng đâu có lười đâu, yêu dữ lắm luôn á. Tại vì do là yêu xa đó chú Quyền Linh ơi. Tại vì yêu thì khoảng chừng được 3-4 năm thì bạn đó đi làm ở bên Nhật. Bên kia có một mối tình nè, bên mình mấy mối. Chưa có nói nè. Chưa có nói nè. Chào nhà trai. Dạ trai. Kể cho chị nghe đi, có cờ rút ai không? Có, nhưng mà cho nhất là Quyền nhất làm quen nói chuyện chưa đầy 3 phút và chưa xin lời hỏi hay là không nghe được. Và gặp tức là bạn cũ gặp trên đường rồi trò chuyện, thay vì người ta xin cái điện thoại đừng quen thì quên xin số điện thoại luôn. Giờ là mình có thích ai không? Dạ có. Rồi có phát tín hiệu với người ta không? Dạ có. Rồi sao nữa? À người ta cũng thì cái này phải đoạn em gấp nhất á. À gấp nhất người ta nói là người ta cũng chủ muốn cà phê cũng có, có cái kịch cũng có, người ta cũng nói là ngày đó tôi rảnh nha, em không rủ. Nói là đúng rồi. Bây giờ sao chương trình này á, mà mình may mắn mà hai bạn bấm nút mà hai bạn dắt tay nhau về cho mai mốt á, nhà gái mà có nhắn cái gì em khó hiểu á, em hỏi chị Lan chỉ cho. Mấy cái đó mình phải hiểu nghe, chứ đừng có bắt người ta phải nói quạch tẹt ra. Đã người ta nói ta ngốc nghếch trong tình yêu mà. Không thì bây giờ đừng ngốc nghếch nữa. Ừ. Nha. Ngoài cái chuyện là mình mong muốn có một người bạn gái là không nói bóng nói gió nữa thì mình còn mong muốn gì nữa không? Em làm bên trạm y tế và làm bên dược thì em mong muốn rằng sẽ có bên ngành y có đặc thù là mình sẽ làm ở ngoài giờ. Giờ là có những cái cây dịch bệnh nào em sẽ làm ngoài giờ thì một bạn gái thông cảm những cái giờ giấc đó. Không sao, nhà chỗ em làm sát bên nhà người ta ở à. Cái chuyện đó nó dễ lắm. Thì tôi qua tôi coi nhà gái coi sao coi. Trời ơi. Chào chú Quyền Linh. Mặt xinh lắm á. Rất là vệ sinh nha. Quà của người ta. Trời ơi, cứ thấy đồ ăn là sống tới hả. Anh nói là mình ăn này ít lại thôi. Thì giường cho Linh ăn đi. Dạ không, mẹ có nói rồi mẹ, mẹ. Trước khi mẹ đi mẹ nói rồi, có gì chú Quyền Linh ăn nhớ quay cận cảnh nha con. Vậy đó hả, mẹ nói vậy. Mẹ hiểu chú quá. Bánh em làm hả? Bánh đích thân em làm. Em làm nhưng mà cũng mời nhà trai trước rồi đã. Để sau nhà trai xong rồi còn nhiều chú hưởng. Mình chỉ khóa tập thể dục chút xíu cho người nó khỏe khoắn là được rồi. Mặt rất là xinh luôn. Con có chơi yoga. Bên kia là gần như là chưa có một kinh nghiệm về yêu đương luôn. Rất là ngốc nghếch trong tình yêu luôn. Chỉ có điều là bạn trai đừng có kiểu như là không có quan tâm với bạn gái quá thôi. Rồi bây giờ tìm một người yêu thế nào cho nó hợp lý với em nè. Em muốn một mẫu người giống như ba em. Nói chung là biết tôn trọng người yêu của mình. Ừ. Rồi có thể sau này là người bạn đời của mình luôn á. Ừ. Còn thứ hai là biết kính già yêu trẻ. Hỏi người thân đi. Đúng rồi. Nhà gái đi với ai cưng? Dạ em đi một mình. Có chị Ngọc Lan lo ha. Ừ. Rồi nhà trai mình đi với ai nè? À, em cũng đi một mình. Có chú Quyền Linh lo. Còn chần chờ gì nữa, cho đôi trẻ gặp nhau đi nào. Mở rào. Tiến tới luôn. Mời lớn lên. Em sầu. Dạ rồi. Em gửi anh. Mình gấu bông hả? Gấu bông đó. Dạ không, cái này là con thích lắm á chú. Thích hả? Dạ. Con gì đây? Dạ con chim cánh cụt. Chim cánh cụt hả? Lấy mời bạn trai, chúc bạn trai cái. Lấy chúc bạn gái cái đi. Tự đúc. Anh sợ bạn làm ngon lắm. Mình khá tính sâu, giống như mình không có hiểu lắm về cách nói của mấy đứa con gái á, nên nó sẽ khó. Đi chung với mình thì mình bạn chỉ cho mình ha. Dạ, anh có thấy em sao thôi. Tại vì tính em cũng hơi coi như là cũng hơi lười trong chuyện tình cảm cũng lâu rồi, nên thành ra là không biết là có thích cái người mà lười quá, thụ động quá hay không trong tình cảm thôi.
mình vẫn là ngủ đi ăn thôi chứ đi đâu. Vì thường là mấy bạn bè mình thường hay ngủ buổi tối là mình ngủ đi ăn thôi chứ đi đâu đâu. Đi ăn xong thì ngắm cảnh nó buồn bảy à. Thì sở thích của em thì cũng chỉ là nghiên cứu về ẩm thực với lại đi du lịch với đọc sách thôi. Ngoài ra chuyện thời gian rảnh của em là như vậy. Bạn em làm bên dược sĩ rất nhiều nên bác sĩ cũng có. Và cái nghề đó là có thể là thời gian không có nhiều, không có dành được cho em nhiều. Nhưng mà em có thể cảm thông được. Chỉ có điều là mình quen nhau thì cũng có những cái thời gian gọi như là nếu mà anh bận việc quá thì nhắn cho em một câu để em biết vậy thôi. Tôi đừng có không nhắn gì hết mà mất tích luôn là được rồi. Mình bận gấp mấy bận nhưng mà cái khoảng thời gian rảnh thì vẫn có. Bắt đầu từ tối 5 giờ rưỡi hoặc 7 giờ là rảnh à. Dạ, yeah, em thì cũng thời gian đó. Hai đứa nói chuyện hợp ghê á. Vậy bạn tính dự định bao nhiêu cái không ta? Dạ, cái đó là tùy bên nhà trai. Nói chung thì nếu mà tìm hiểu tới một độ thời đúng gian rồi. Nào đó là kết hôn được thì mình tiến tới. Cứ mình cứ tìm hiểu trước. Nắm tay bạn gái, đây chị cầm cho. Hai đứa nó hợp nhau lắm á. Về làm bánh bán thôi cũng ngon rồi đó. Mình không muốn uống gì hết, mình chỉ muốn làm. Mình chỉ tìm hiểu nhau rõ hơn. Hơn chưa? Cảm thấy cái bàn tay này sao? Hết dĩa bánh rồi. Chúc mừng em. Bánh hôm nay ngon lắm. Xem như là bánh cưới anh ăn đi ha. Dạ, thực chất ra thì món này ở bên Pháp người ta cũng là bánh cưới. Ừ, đúng không? Hai đứa dễ thương lắm. Đầu hai đứa ôm nhau thử cái thôi. Dạ, lo ăn cháu. Ôm nhau. Chưa bao giờ ôm ai hết trơn. Vô. Dạ hả cháu. Ôm, nó biết ôm không? Đây nè, ôm lại vậy nè. Mời. Mời. Vô. Trời, không biết ôm được. Nó còn ngọn như chút đấy. Nào. Đứng im, đứng yên nguyên. Ôm quá hả? Dạ. Chưa, có ôm gái lần nào chưa? Chưa. Nắm tay chưa? Chưa. Đặt quạt ôm ra ôm coi. Ôm coi sao đúng rồi. Đặt cái tay vô coi. Ôm đừng có đưa cái nắp vô mặt người ta. Không biết ôm luôn mà. Được rồi. Về ghế ngồi đi được rồi đó. Tất cả đã ăn bài. Bánh thì cũng đã ăn xong. Đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm của chị Ngọc Lan. 1 2 3 Chúc mừng. Một việc nha. Hai bạn bấm nút thực hiện luôn. Bắt tay. Không phải bắt tay luôn. Không phải này. Là chen cái tay vô rồi nè. Một nụ hôn đầu tiên. Lần đầu tiên mới hôn luôn á. Chúc cho hai bạn hạnh phúc. Thôi nhà trai. Rồi, mời anh ngồi ạ. Mời nhà gái. Chào cô gái, mời cô gái ngồi. Thôi bây giờ mời nhà trai giới thiệu về mình đi. Dạ, em chào anh Quyền Linh. Dạ. Dạ, chị Ngọc Lan. Em tên Lâm Quốc Đẳng, năm nay 46 tuổi. Dạ, em làm kinh doanh tự do. Kinh doanh tự do? Dạ. Kinh doanh về gì em? Em mua bán hủ tiếu, mì thịt tiệm đồ, dạ. À, dạ. Dạ. Bán ở đâu? Em bán ở Lê Yên Lương anh. Là hùng chung với những người bạn mở cái quán mì thịt tiệm ở Lê Yên Lương. À, dạ. Rồi, rồi. Mình ở nhà ở đó luôn hả? Học, em thuê mặt bằng ngay đó thôi. Thuê mặt bằng rồi dạ. Mình ở đâu? Thì em ở Gò Vấp. Ở Gò Vấp? Dạ. Ở với ai Gò Vấp? Dạ, ở với mẹ em. À, dạ. Hai mẹ con Gò Vấp thôi dạ. Hả? Từ quê mình ở đâu hay là ở... Dạ, quê em ở Sài Gòn luôn. Ở Gò Vấp dạ. Luôn? Dạ. Đó, rồi mình đứng nấu luôn hay sao nhà gái? Không, em chỉ học nghề thôi chị ơi. Mình hùng mình học nghề. Sắp tới em ra mở quán phở riêng của em. Giờ à. Đang bán bì dịch tìm, mai mốt dạ. Mở quán phở. Tại học nghề ẩm thực á anh. Đúng rồi. Dạ. À. Nghề này mà nó phát một cái là nó cũng dạ. Mau giàu lắm nha. Dạ. Mời nhà gái. Nhà gái giới thiệu về mình đi nè. Dạ, em xin chào anh MC Quyền Linh và chị Lan Ngọc. Ngọc Lan. Chị Ngọc Lan dạ. Cùng toàn thể khán giả có mặt ở chương trình. Em và em xin chào bạn bạn người chơi ở bên kia. Em tên là Nguyễn Thị Thùy.
Em sinh năm 1982. Hiện nay em đang làm công việc là nhân viên văn phòng. Dạ. Mình đang sinh sống ở đâu vậy chị Thùy? Hiện tại bây giờ em đang sinh sống ở Đồng Nai. Dạ. Mình làm việc ở Đồng Nai luôn. Làm việc và sinh sống ở Đồng Nai. Dạ. Chị Thùy sinh năm 82, sinh sống và làm việc tại Đồng Nai ạ. À. Mình nói cho thầy gái biết ưu điểm, khuyết điểm của mình đi em trai. Dạ. Điểm mạnh của em thì chia sẻ trong cái công việc chuyên nhiên hàng ngày, chia sẻ cùng với gia đình, tức nghĩa là phân công ra, tức nghĩa là người nào đi làm thì còn người nào làm việc nhà thì người đó là mà tụi em biết chia sẻ trong công việc, trong gia đình, giữ con hay việc đồ có thể làm được hết. Dạ. Còn em ưa giúp đỡ người khác khi người ta khó khăn cái gì đó, em ưa làm từ thiện rồi. Dạ. Đi chùa. Dạ. Còn cái điểm yếu của em thì nói chung thì có cái gì bức xúc là nói ra liền, chứ không để mà để cho ngậm ngùi, để mà lâu nó bùng phát. Em nói ra liền là phải tự giải quyết liền. Dạ. Ngồi tức nghĩa là có gây lộn hay cái gì đó thì em bỏ em đi uống cà phê, xong rồi chúng em quay về, quay giải quyết cho nó xong. Dạ, xong rồi giải quyết cho vấn đề cho nó xong. Dạ. Rồi. Dạ, cái điểm yếu của em này. Mời nhà gái. Mình có ưu điểm, khuyết điểm gì hả chị? Dạ, em có ưu điểm điểm mạnh của em là một người nói chung là cũng chịu thương chịu khó, chăm chỉ làm việc và cũng hòa đồng với bạn bè, vui vẻ và cũng có một tí hài hước. Còn điểm yếu thì nói chung là sao ta, tự nhiên quên mất rồi. Quên mất hả? Quên mình có hay ngủ nướng không? Có. Hay là đó cũng là một điểm yếu, là mình có nó hay nóng nảy không? Điểm yếu thì nói chung là cũng đôi lúc là cũng có tính, có một tí cố chấp và cũng nóng nảy, và có một cái tật xấu là cũng hay ngủ nướng mà ngủ rất là nhiều luôn ấy. Dạ. Với hai nữa là cũng thường xuyên xem phim, mà tật xấu xem phim là phim hay hoặc là phim trai đẹp là xem đến xuyên đêm luôn. Đó là coi có những cái tật thôi. Xấu coi hết thì thôi, coi bao giờ hết phim rồi. Không, đó là mình tận hưởng đó chị, không sao cả. Mai mốt kiếm người về coi chung còn vui nữa. Cũng mong thế. Dạ. Bên đây ta đi nấu nướng bán buôn ngoài về, ta cũng muốn xem phim lắm á. Đúng rồi. Rồi, bây giờ thì mình cho bên nhà gái biết là đường tình duyên mình sao nè em trai. Dạ, đường tình duyên em nó cũng lận đận anh. Lận đận. Dạ, em có hai đời. Dạ. Hai đời vợ hả? Dạ, đời vợ trước thì có đứa con 5 tuổi thì bà xã không may bị mất. Sau em gặp cái cô đó thì năm 2006 tới bây giờ luôn thì em thôi. Do là mâu thuẫn gia đình, hai cái quan điểm nó khác nhau. Nói chung là em cũng tự lập, tự gây dựng nhà cửa. Mà cái cô này thì tối ngày cứ về nhà mẹ, không trông coi nhà cửa. Cứ đi về để ăn trộm, nó vô nó cài cửa, một năm cài cửa 4 lần. Dạ. Rồi coi như không hợp nhau đi. Dạ, không hợp. Mình có một đứa con đầu thôi. Dạ, đứa con đầu con gái là 23 tuổi. Nằm học năm thứ 3, đại học Hoa Sen. Hoa Sen. Còn thằng nhóc sau này là 15 tuổi. Nhưng mà không có đứa nào ở với em á. Đứa con gái thì nó có nhà, ổn định riêng, nó ở riêng rồi. À. Với cậu nó, còn thằng con trai thì nó ở với mẹ nó. Em vẫn chu cấp bình thường. Là em ở con mình. Dạ, em ở một mình với mẹ. Dạ. Rồi, bên nhà gái đã nghe sơ sơ về lý lịch của chàng nhà trai rồi. Bây giờ nhà gái của mình đường tình duyên như thế nào, mình nói cho nhà trai biết đi. Dạ, đường tình duyên của em thì em trải qua một mối tình, và nói chung là trải qua hai mối tình, nhưng mà một mối tình đầu thì là đơn phương thôi. Yeah. Hồi đi học đơn phương. Còn sau mối tình thứ hai thì yêu nhau và quen nhau được 6 tháng rồi đi đến hôn nhân luôn. Thì hai vợ chồng nói chung là sống với nhau cũng không có vấn đề gì, chỉ có mỗi cái là về cái phương diện tình cảm rồi mọi cái không có vấn đề gì. Nhưng mà vì chị có một cái bệnh trong người ấy, là sống với nhau được khoảng 6 năm, hai vợ chồng sống với nhau được 6 năm thì mình không ở với nhau 6 năm mà không có con á. Thế cho nên là mình cảm thấy là áp lực từ gia đình hai bên nó cũng nhiều. Với cả anh ấy lại là con trưởng con một nữa, cho nên là bắt buộc phải có cháu. Vì thế cho nên là mình chủ động là chia tay với anh ấy để cho anh ấy là có thể là tự do và tìm một người mới, có thể là sinh con đẻ cái anh ấy được. Thì sau khi ly hôn được, hai vợ chồng ly hôn được 2016 là bắt đầu chia tay ly thân, và đến 2021 thì mới bắt đầu dẫn đến ly hôn. Thì anh ấy đây đã có gia đình và có con thì mình mới quyết định là ly hôn với anh ấy.
thì ly hôn xong thì sống từ đấy giờ là sống độc thân như thế, không quen biết ai. Với hai nữa là mình cũng làm việc trong cái môi trường gọi là ít tiếp xúc với cả con trai ấy. Là suốt ngày chỉ biết làm việc, xong rồi ngày đi làm tối về đi xem phim thôi, tối về là mở tivi xem điện thoại, thế là không tiếp xúc với cả những cái môi trường mà có con trai nhiều, cho nên là cuộc sống kiểu nói chung là cảm giác nó kiểu cứ độc thân như thế, cũng hơi buồn. Trời ơi, cô gái xinh đẹp thế này mà sống buồn quá nha. Em chào anh ạ. Sống một mình rất là buồn luôn. Bên đây cô gái rất là xinh luôn á nha. Dạ. Ở một mình á. Em cảm ơn chương trình. Đó. Dạ. Ở một mình thôi, cứ xem phim thôi, đúng không? Bây giờ nè, em muốn tìm một người yêu thế nào, em diễn tả xem có thể giống cô này không? Em không cần đòi hỏi gì hết. Em chỉ cần cái người bạn đi cùng em. Vậy thôi. Vậy thôi hả? Dạ. Đơn giản vậy thôi. Dạ. Rồi. Hiểu em rồi. Anh cũng đã trải qua hai đời vợ rồi. Đúng nên rồi. Bây giờ anh cũng đâu có mong cầu cái gì nữa. Nhưng mà giờ em gái nó quan trọng nè. Đúng rồi, khó đó. Em muốn tìm một người thế nào? Nói chung là em bây giờ muốn tìm một người là hiểu em, quan tâm chiều chuộng hiểu em là cũng được rồi, còn những vấn đề khác em không để ý. Hiểu thì chắc em sẽ có kinh nghiệm để hiểu ha. Dạ. Quan tâm chắc có kinh nghiệm rồi. Dạ. Để quan tâm hiểu cô gái này thì cũng không khó đâu nha. Dạ. Cố gắng lên tùy theo em thôi. Bây giờ chị nói cụ thể đi. Là chị muốn có một cái người bạn trai ngoại hình như thế nào? Cái hình mẫu lý tưởng như thế nào để em chạy qua bển em coi nó có giống không? Nói chung hình mẫu lý tưởng thì người phụ nữ nào cũng thích, nói chung là cao to, cao to đẹp trai. Có cao có to. Em chào anh. Đó. Chào em. Dạ. Qua coi đi. Cao to chị ơi. Nhà trai tôi mặn mòi lắm à. Mặn không mòi. Trần chắc lắm. Nịch. Trời ơi. Nấu dê chín, nấu bò tiêu đó. Còn bếp mà nấu ăn bán đồ ăn nữa mà. Rồi cái gì nữa không chị? Thích gì nữa? Một cái thích đấy là thích được người nấu cơm, nấu đồ ăn cho mình ăn ngon. Khỏi lo, mình đây nấu tới cái gì luôn. Ăn sáng, ăn phở, chiều ăn mì vịt tiềm, ăn hoài luôn. Vậy đi, không lo gì hết. Rồi chị có điều gì không thích không? Có điều không thích là mong cái người con trai đấy đừng có, gọi là đừng có gia trưởng, rồi là bảo thủ cố chấp quá. Nói chung là nhường nhịn phụ nữ tí. Người con gái bên em nhẹ nhàng, dịu dàng lắm, hay lắm. Anh có gia trưởng không? Không, anh người Nam mà, đâu gia trưởng. Anh sống hòa đồng mà. Dạ. Có thể giữ con, gu con nữa. Đó, bên ngon lành. Đã, dạ. Bên đó hay lắm. Chị ơi, bên đây cũng được lắm chị ơi. Chỉ cái số phận không được may mắn lắm thôi. Đúng rồi. Lần đận thôi. Có lẽ là không may mắn là để hai anh chị ngày hôm nay gặp nhau đó. Mình đi với ai vậy em gái? Dạ, em đi với cả em trai em và một cô bé đồng nghiệp làm cùng em ạ. Có em trai luôn. Dạ, dạ. Rồi, mình chào gia đình nhà gái ạ. Em trai luôn, mình ở đâu? Em trai em mặc áo trắng đang ngồi đấy. Em xin chào anh Quyền Linh cùng chị Ngọc Lan. Em chào anh. Em là em trai của chị Thùy. Thế em với chị Thùy, nãy bảo là chị ở một mình nhưng cũng không đúng. Tại vì em là bạn trai thì em sống chung với chị. Là bây giờ không gian của em với chị là hai chị em cùng sống chung với nhau. Còn lúc mà anh chị tìm hiểu với nhau, hai cái em nhường không gian lại cho hai anh chị. Em biết nhiều quá. Em thấy anh này được không? Vâng. Em nhìn anh thì anh trải qua hai mối tình, hai đời vợ á, thì em nhìn anh là thứ nhất là rất chắc chắn về việc gia đình thì anh là ok rồi. Là anh cảm thấy là anh, cái ngoại hình của anh thì em không quan trọng, tại vì anh cũng là một cái gu của em cũng là cái gu của em, là cũng là muốn làm đầu bếp á. Chị của em cũng có thể nấu ăn được ngon thì em thấy anh cũng là ok rồi. Cùng muốn làm đầu bếp luôn. Được ha. Anh để em trai là kết hợp được á. Cảm ơn em. Rồi. Nhà trai mình đi với ai vậy? Đi với hai bé gái, cháu gái. Dạ. Dạ chào nhà trai. Trời ơi sao tôi liệu cái gì. Dạ, con chào chú Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan và mọi người ở trường quay. Con là cháu của cậu. Tên. Chị. Tên. À, cậu Đẳng. Dạ, thì hôm nay con đi với cậu để tham gia chương trình và hả nhận xét về bên nữ. Dạ. Rồi, vậy thì. Con thấy cô này sao, nói cho cậu nghe. Dạ, thì con thấy cô là một người xinh đẹp.
dịu dàng, với lại con thấy cô có một cái sự gì đó rất là hả, nét toát lên cái vẻ là rất là chăm lo cho gia đình. Nếu như mà hợp với cậu con á thì hả, con nghĩ là hai người sẽ rất là đẹp. Yeah. Rồi, ok, cảm ơn cô gái mở rào. Bây giờ hai người bắt đầu trò chuyện đi nha, để xem sao. Tình tiên của tôi đẹp ghê. Rồi, mời. Chào bác. Anh có món quà này, tuy nó xấu nhưng mà trong lòng rất là đẹp. Dạ. Tại vì anh tặng cho em mực ong để uống để giữ gìn sức khỏe. Dạ, em cảm ơn anh nhiều. Nó hơi xấu xíu, mong em thông cảm. Em cũng có món quà nhỏ tặng anh ạ. Cảm ơn. Đây em là em tặng anh cây may mắn và mong là nó sẽ mang lại may mắn và tài lộc cho anh ạ. Chắc nghĩa là anh lúc nào cũng giữ nó. Dạ. Khi anh ở bên em. Dạ. Rồi. Em nhận xét người đàn ông như thế nào khi mà chắc nghĩa là đã đổ vỡ hai lần? Cái này em cũng khó nhận xét, tại vì nói thật anh là em cũng va vấp ít chứ cũng chưa được nhiều. Đó, vì không biết nói sao nhỉ. Với hai nữa là em nhận xét một người đàn ông cũng rất là kém. Nhìn nhận với cả nhận xét cũng rất là kém. Cho nên là về cái phương diện này em không biết nhận xét như thế nào luôn á. Tại vì nói chung là anh cũng không may mắn gì đường tình duyên. Dạ. Anh cũng muốn tìm một người phụ nữ nhưng mà nó cứ lặp đi lặp lại hoài. Đôi lúc anh cũng sợ. Dạ. Thử ra anh mới hỏi em điều đó. Dạ. Anh cũng cố gắng. Dạ. Em cũng giống anh thôi, tại vì là cùng hoàn cảnh nên mình hiểu được. Tại vì mình đã đổ vỡ một lần rồi thì mình sẽ cảm giác rất là sợ. Vì thế cho nên là mình cứ sống trong môi trường nó độc thân nó mãi anh như thế gắng. Vì mình rất là sợ. Tại vì trong quan niệm của anh là anh có một cái quy tắc. Khi mà tức nghĩa là anh học hỏi từ người khác, đúc kết lại, tức là trong cái mối quan hệ nếu mình sống chung với nhau á, mình có một cái nội quy riêng, tức nghĩa là có cho dù gây lộn cấp mấy, không bao giờ ra khỏi nhà trong lúc 11 giờ ở trong nhà, muốn nằm đâu nằm. Tức nghĩa là hai người đang giận nhau đúng không? Anh muốn nằm đâu nằm, nhưng mà đi đâu đi cũng phải 11 giờ ở 11 giờ về 11 giờ về trong nhà, ngủ trong nhà. Chứ không bao giờ đi qua đêm hay kiếm cớ đi nhậu hay cái gì đó anh. Đó, cái đó là theo cái quan, tức là anh học hỏi từ kinh nghiệm người khác. Cái nội quy cho riêng của hai đứa mình. Đó là vậy. Không biết là em có thấy anh khó chịu hay không? Dạ không, tại vì em, con người em thì cũng ít khi tụ tập lắm, ít khi tụ tập bạn bè. Còn mà anh có một cái thắc mắc gì là anh đưa nói thẳng ra, nói hết rồi thôi. Rồi, ví dụ như là vui à em à, cái bản tính đó mình thấy cảm thấy không được, thôi em nên sửa. Nhưng mà trong cuộc sống có nhiều lúc nó phát sinh mình phải chấp nhận, em hiểu không? Phải chấp nhận, tại cái tuổi của anh bây giờ không phải còn nhỏ nữa. Mình phải chấp nhận. Rồi nếu ngoài đội hai đứa cùng nhau và để mà chia sẻ trong cuộc sống để mà đi. Không biết nói, còn em thì không biết nói sao lắm. Bây giờ mình ngồi ghế đi, ngồi ghế còn nói chuyện lâu xíu. Bây giờ quan điểm về hôn nhân gia đình thế nào, mình sống với nhau đứa nào giận thì đứa nào sẽ làm lành, hay là ai xuống nước trước rồi như thế nào đó, tiền bạc ai giữ, rồi kinh tế rồi ai quyết định gì đó mình bàn với nhau luôn đi. Lớn hết rồi nào, quay qua mặt qua em trai đó. Kinh tế thì đối với anh á thì vợ con anh là số 1, tức nghĩa là ưu tiên số 1, tức nghĩa là vợ người ta có gì con vợ con phải có cái đó. Còn vấn đề nói chung là sống với nhau mà có những cái cãi giả đó, bất đồng thì dù nhiều khi em chửi anh hay cái gì anh không nói gì, anh bỏ đi anh đi chỗ khác, anh đi uống cà phê. Em chửi cho đã xong đi bắt đầu anh về. Anh về xong rồi đứa nằm dưới đây xong rồi để khi nào vui thì anh mới nói chuyện gì lại với em. Chứ anh không cần nói gì hết á. Tại lúc giận ra mình nói mình không có hay được điều gì hết á.
Hay tốt nhất là mình bỏ đi. Dạ. Dạ, anh vậy thôi. Em chỉ sợ cái giống như anh Quyền Linh vừa nói đó. Anh bỏ đi xong tí nữa anh về anh chửi lại á. Không. Bỏ đi để cho em nguội xong rồi từ từ. Cái đó là phải giải quyết liền. Dạ. Anh nói mà đi đâu đi trong vòng 11 giờ anh có mặt trong nhà. Anh ngủ ở đâu anh ngủ. Tại sao có mặt trong ở nhà không à. Hai đứa không bao giờ đi qua đêm hay đi nhậu. Với lại một phần là anh không biết nhậu. Dạ. Anh không hút thuốc luôn. Kể cả nước ngọt anh về anh cũng không muốn. Dạ. Đấy. Em nói chung cũng không là sức thích khỏe người hút thuốc và cũng không thích người hay nhậu. Còn về phần cãi lộn thì nói chung là trước giờ nếu như mà hai vợ chồng có cãi lộn nhau ấy thì phần đa thường là em là người hay làm lành trước á. Tại vì em rất thích, rất là ghét cái không khí nó trầm lặng ấy. Với cả là kiểu như là nói kiểu là gọi là cái chiến tranh lạnh ấy, em rất ghét cái chiến tranh lạnh đấy. Vì thế cho nên là mỗi lần cãi vã hay là với bạn bè, với đồng nghiệp hay là với ai cũng thế là thường là em là người cứ hay nhường nhịn không, và em là người ấy lại trước. Thì em làm lành cũng trước. Em cũng dữ lắm nhưng mà cái dữ của em thì anh cứ bỏ đi thôi. Em nói gì nói anh cứ bỏ đi, anh uống cà phê rồi xong cho em chửi cho đã đi rồi xong anh quay lại quay về thì thôi. Em không giữ được đâu anh. Em không giữ với người khác được đâu. Có nghĩa là ít khi mà kiểu nổi giận hay là giận cho ai được lâu, nổi trong hết một ngày á, qua một ngày là ít lắm mà cũng không giận giữ được. Chứ quan trọng là mình sống hàng ngày, cái chuyện con cái mình chia sẻ với nhau rồi mình chia công việc, sắp xếp tự chia công việc cho nhau. Chứ anh không bao giờ là gia trưởng bắt em phải làm cái đó hay cái đó không. Anh không bao giờ có điều đó. Con cái anh là công bằng. Anh nam cũng như nữ, anh làm tất cả hết mọi việc của phụ nữ có thể anh làm được. Thí dụ em đi làm thì anh ở nhà, còn em ở nhà thì anh đi làm vậy thôi. Dạ. Mọi chuyện đều quán xuyến hết. Dạ. Nói chung là về phần con cái thì em là người nghĩ cũng thoáng. Tại vì thứ nhất là trước đây thì em cái thời giai đoạn mà ở chung với nhau nó muộn con thì em mới là rất là cần. Nhưng mà đến lúc là sau đấy là em ly hôn rồi và sống độc thân mãi đến thời điểm bây giờ, tự nhiên em không cảm thấy, em cảm thấy em nói bỏ quá, tự nhiên em cảm thấy em không muốn có con nữa ấy. Kiểu như là cái cuộc sống độc thân với cả là tự do tự tại của mình nó quen rồi, cho nên ví dụ như mà anh và em có đến được với nhau, chẳng hạn có đến được với nhau ấy, nhưng mà có anh, thì về có phần thai, con có cái em cũng thay đổi không quan trọng. Dạ. Tức là em nói em sống tự do nó quen rồi. Dạ. Nhưng mà bây giờ nếu mà anh muốn tìm hiểu em, em muốn cái gì đó thì em có cảm thấy nó có ràng buộc của cái gì đó không? Tại vì em nói em sống tự do nó quen rồi. Dạ, em sống tự do nó quen rồi, nhưng mà ví dụ như là anh yêu cầu một vấn đề gì đấy thì em phải xem cái vấn đề đấy xem là em có, ví dụ em có đáp ứng được không chẳng hạn hay như thế nào đó. Tại vì mình quen em cũng nói thật với anh là em độc quen nhau. Em tự do nó quen rồi nên em cảm giác cuộc sống nó tự do tự tại ấy. Nhưng mà đợt vừa rồi cũng em cũng mọi người cũng khuyên đấy là nên cho mình một cái cơ hội để tìm hiểu thêm một lần nữa. Đấy, cho nên là em mới quyết định là đăng ký tham gia chương trình thì xem mình có cái may mắn đấy không. Tại vì cái số của em từ trước đến giờ là hình như là nó không may mắn về cái đường tình vậy. Duyên với con cái sao á. Cho nên em rất may sợ mắn, nhưng mà em cứ nên nghĩ không có đường nào bế tắc á. Chỉ chẳng qua là mình không chọn đúng con đường thôi. Dạ. Không có đường nào gọi là bế tắc á. Dạ. Anh lên bờ xuống ruộng nhưng anh vẫn đứng dậy tìm cho mình một lối đi khác vậy thôi, chứ không có bao giờ mà gục ngã dưới cuộc sống á. Dạ. Anh cũng cầu mong em là anh sẽ mang lại những gì cho em cần thiết nhất trong cuộc sống. Rồi. Bây giờ anh trai bước tới nắm tay em gái đi. Mình cảm nhận như thế nào mà có thể hát tặng em gái một bài hay là làm cái gì đó. Không, bây giờ mình đổi đi, mình đừng ca hát nữa. Anh có tài gì ngoài ca hát không? Anh có tài lẻ gì không? Dạ, tài lẻ hả? Coi bói đồ chẳng hạn. Coi chỉ tay đồ có không? Tài dạ, bằng dê bằng heo rồi đó. Được không? Dạ. Nấu ăn được không? Massage bóng quyệt coi bói. Dạ, biết. Đó anh biết bây không? Bây giờ thí dụ như em đang chóng mặt lúc đầu, anh dạ. Có thể xoa bóp cho em đó. Trời ơi đó. Đó. Mình thể hiện tài năng của mình dạ. Liền. Nhào qua đi anh. Nhào qua. Thí dụ đột quỵ á. Bấm nhẹ nhẹ thôi nha. Dạ. Khó gì tôi cũng chịu trách nhiệm nha. Tại gung quá. Rồi cái bài này là để trị liệu dễ gì anh? Chống độc quỵ thì. Chống. Dạ. À dạ. Nên là mình xoa bên mũi, mình xoa bên mũi với lại hai cái giấy tay. Dạ. Mỗi buổi sáng, mỗi trước khi đi ngủ em cho anh cái ông á, em pha cái ly nước ấm. Dạ. Với lại em có mượn ông vô. Nếu mà em
bỏ bức tranh vô, mỗi buổi tối em đi ngủ, sáng em vẫn uống vậy. Nó lọc, cái nhất là lọc cơ thể, cái hai là nó có oxy trong máu, nó bơm lên não, nó không có bị. Còn nếu cảm thấy mà mình suy nghĩ mà nó cứ ví dụ trong đầu mình nó quần quần, em cứ vuốt tranh, vuốt trong đầu 5 phút, cái nhân chung mình ở đây nè, em bấm vô tranh, rồi so hai cái lỗ tai, tự nhiên người em nó sáng lại, mắt em nó sáng lại. Dạ. Thôi mấy cái này mai mốt anh về anh làm cho chị dạ đi. Dạ. Mình cảm giác người đối diện sao rồi? Nãy giờ chưa nắm tay luôn á. Cảm giác sao rồi? Dạ. Em thì không có gì hết, em dễ lắm. Không, tức là không. Anh... cái cảm giác về sự rung hồi hộp. Hồi hộp, nói chung là từ hôm qua giờ em ngủ không được. Nhưng không mà được. Khi anh gặp cô gái này, anh có rung động hay không? Cũng hơi hồi hộp chút xíu. Nói chuyện nó hơi rung rung đúng không? Không, cái đó là mình rung là vì mình lo lắng, chứ mình rung động là nó khác nha anh. Dạ. Dạ. Thật ra cô gái này đó rất là xinh nha. Dạ. Cô đó sống tự do và sống khép mình, tránh khỏi đàn ông nó xa lắm. Dạ. Rồi. Bởi vì em mới sợ điều đó. Đó. Nhưng nếu chúng ta chinh phục được, chúng ta biết quyệt bấm á. Bấm cái hết bệnh liền. Anh bấm thẳng vô trái tim cho em. Quan trọng là biết bấm quyệt hay không thôi. Chứ nãy bấm trên đầu thì cứ ai bấm không được, thấy không? Quan trọng là bấm thế nào để con tim họ rung động và trở lại thế giới bình thường đó. Ví dụ chứ như cả chục năm nay đúng không gái? Dạ cũng tầm 6 năm rồi. Đó thấy chưa? 6 năm rồi. 6 năm rồi. Quên luôn chuyện đàn ông, quên luôn chuyện yêu đương, quên luôn chuyện phải gặp làm ai đó. Nói chung là quên tất cả, chỉ có xem phim thôi. Quan trọng là mình làm sao làm. Bây giờ quên xem phim đi, quên xem mình thôi. Đúng rồi, có thể được luôn. Bây giờ là bước tới cho nàng đâu. Đứng lên nàng gái. Bàn tay nắm lấy bàn tay. Rồi muốn làm gì làm, nói gì nói đi. Cũng không biết nói gì nữa. Nói chung là anh sẽ cố gắng chinh phục được em. Dạ. Dạ. Bài nào đó. Em hát nhạc buồn không à? Kệ. Có cái bản này còn lâu lắm rồi. Nếu biển không có sóng, biển đâu còn dài khờ. Nếu đời không gió lộng, thì tóc em đâu có bồng bềnh. Ngày chi sống hỡi em, ngày chi gió hỡi em. Sông có nói lên tình ta, sông nói lên tình ta. Một tình yêu thương rất đậm đà. Hát buồn là hát tóc nữa. Dạ. Rồi. Thôi mời hai anh chị về chỗ đi. Về chỗ. À, thật ra ca hát nó cũng chỉ là một chút dạ. Chúng ta gọi là vui dạ. Để đem cảm xúc cho nhau thôi. Chứ cũng không quan trọng đâu dạ. Quan trọng ta đứng gần để nhìn nhau, để được nói, để được gieo cảm xúc lại với nhau. Điều này hết sức quan trọng giây phút đầu tiên. Có rung, có hồi hộp, có căng thẳng là có tình yêu chớm dạ. Nở rồi đó dạ. Bây giờ chúng ta sẽ đi đến quyết định bằng chính trái tim của mình. Các bạn thích và cảm nhận đây là người có thể mình cho cơ hội để bước xa hơn nữa, mình bấm nút luôn. Còn nếu không, chúng ta không cần bấm nút, để cơ hội đó cho người khác. Nhưng khi bấm nút là chúng ta phải có trách nhiệm với nút bấm đó nha. Nào, quay ra phía trước. Kiểm tra lại một lần nữa đi. Lắng lòng mình lại. Mình lớn rồi, mình suy nghĩ cho chín chắn và quyết định cho đúng lúc. Bấm hay không bấm tùy thuộc vào các bạn. 1 2 3. Hết thời gian. Chúc mừng. Chúc mừng chị, chúc mừng anh chị. Chúc mừng nha. Chính thức chúng ta đã hẹn hò với nhau. Nào, nắm tay nhau đi. Anh chị đứng xích trên đây nè, cho nó đẹp nè. Xen tay vào nhau cho nó tình cảm nào. Tay nóng quá. Đã đến lúc chúng ta tìm lại hơi ấm cho nhau. Đã đến lúc chúng ta hãy lan tỏa tình yêu với nhau. Đã đến lúc hãy chăm sóc với nhau, quan tâm lẫn nhau, để cuộc đời nó đỡ lẻ loi. Em gái nha, mở cửa trái tim mình ra đi. Chắc chắn sẽ có người chăm sóc đó. Đừng bi quan, trong cuộc sống này vẫn còn nhiều điều tốt đẹp, vẫn còn rất nhiều người đàn ông tốt.
nó không làm xáo trộn cuộc sống của chị đâu, mà sẽ làm cho cuộc sống của chị nó vui hơn, thú vị hơn, thú vị hơn, và quan trọng là có người coi phim chung với chị. Hai người xem phim nó vui lắm. Dạ. Không bàn luận nữa chị. Đúng rồi. Rồi cảm giác giờ sao nè? Run quá. Run hả? Bây giờ đặt nụ hôn đầu tiên với người đối diện cho anh. Nhưng mà em suy nghĩ không? Người con gái này phải chinh phục được nha. Dạ. Nhớ cố gắng lên nha. Đồng Nai không xa đâu. Dạ. Kẹt lắm mình mướn mặt bằng ngay nhà chị mình bán luôn nha chị luôn. Hiểu không? Rồi, chúc anh chị hạnh phúc nha.